Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại hai chàng trai lúc nãy. Chúng ta sẽ cùng tìm ngôi sao may mắn trong cái thử thách thứ ba này. Một trong ba người ở đây, họ đang giữ một ngôi sao. Và nếu như chúng ta chọn cặp đôi với họ thì sẽ được nhận một phần quà khá thú vị của chương trình. Nếu như bạn cho rằng chàng trai nào đang giữ ngôi sao may mắn và bạn quyết định chọn chàng trai đó thì hãy đến và đứng bên cạnh chàng trai của mình. Chọn đi Lộc. Hồi nãy anh huấn luyện viên đem về điểm cho em nên em sẽ chọn anh hướng dẫn viên. Em chọn hướng dẫn viên. Vậy Gia Gia sẽ chọn anh ảo thuật, tại vì Gia Gia cũng biết ảo thuật cho nên sẽ chọn cái bạn ảo thuật thì sẽ hiểu và ăn ý hơn. Như vậy là hai bạn đã chọn được rồi, còn tôi sẽ chọn bạn. Tôi cũng vậy. Trước khi chúng ta bước vào thử thách thứ ba, hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Trò chơi này có tên gọi là Nông trại vui vẻ. Mỗi đội sẽ có 2 phút để thực hiện thử thách của mình. Rất đơn giản, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Từ đâu? Từ đây nha. Khi nói bắt đầu thì bạn nữ hãy nhanh chóng chạy lên trên cái bục kia. Trong cái thùng đó sẽ có rất nhiều loại trái cây khác nhau với kích cỡ khác nhau. Các bạn hãy lựa cái trái nào mà thuận tay nhất. Thảy qua đây, bạn nam không được vượt qua mức mà phải hứng được. Sau đó, chuyển vào đúng rổ của mình. 1, 2, 3. Rồi, người thắng thì trước. Ủa? Cái luật, ủa, cái luật ở đây là vậy mà. Ai nữ thắng thì chi? Cái hoàng thứ 6 mà. Đúng rồi. Và bây giờ 2 phút dành cho đội Trương Nhi, bắt đầu. Trời ơi, đi cái tướng á. Hay quá. Áo quần da có vẻ là người ta có một cái kỹ năng khống chế đồ vật rất là khéo. Nhớ là không được chạm vào mắt của mình nha. Vẫn được. Xin lỗi cha. Ủa, khi nào mới phạm luật? Chân bước qua vạch. Xuất sắc. Quá giỏi luôn. Bạn này nên chuyển nghề làm thủ môn đi nha. Ừ. Mình nghỉ luôn đi. Không, mấy mình ngồi đi, mình ngồi mình đợi đi. Chứ chừng nào mới xong. 2 phút là hơi nhiều đó nha. Chị ơi, đầy rổ luôn rồi đó, không phải ngưng đi được không? Cái này là thử thách nè. Trời ơi, luyện gì mà không gãy cái máy hay thiệt. Không tính. Hết giờ. Dành cho đội Lê Lộc xin được phép bắt đầu. Trời ơi, tại mang giày đó dễ hơn. Trời ơi. Ê, rồi, không rồi. Không tính. Rồi, trời, sao gì luôn vậy? Đừng có bước qua bạch, xích xuống. Một trái. Hãy ngắm chính xác vô mà trời. Để không làm mất thời gian, hay quá. Thạo hơn rồi đó. Một cái trà. Ôi trời ơi. Một củ khoai lang rớt luôn. Lộc ơi, ném xa xa xíu. Đó, đó sai gì đó em. Lộc ơi, bí của em đâu Lộc? Không có bí. Trời, một trái bí đỏ. Hay quá. Hay quá, vô luôn rồi đó. Cái bự không vậy? Một bí nè anh ơi. Trời bí ơi à. Đúng là bí luôn. Một trái củ sắn.
lựa, Lộc ơi, trái nào cũng được Lộc. Cà chua. Rồi, tính luôn. Hay quá. Càng nhỏ càng khó em. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Như vậy là hai đội đã hoàn thành rất là khéo léo, rất là giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem đội nào thu hoạch được nhiều củ quả hơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chẳng quá. Bây giờ đến với đội đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17. Có 18, 17 rưỡi đi. 18 luôn đó, 18 luôn nha. Vẫn thua nha Lộc nha. Tỷ số là rất là rõ ràng. Chiến thắng thuộc về Dạ Dạ Trương Nhi. Dạ. Bạn mang về điều cho đội mình thêm 10 điểm nữa. Vẫn còn một màn rất gay cấn và hồi hộp. Đúng. Là chúng ta hãy xem bạn trai nào sẽ giữ cho mình ngôi sao may mắn. Xin mời Trương Thế Vinh. 3, 2 và 1. Ủa gì kìa. Như vậy là ngôi sao may mắn đã nằm trong túi của bạn Tiến Đức rồi, rất tiếc. Chúng ta sẽ được công bố số điểm. Hiện tại Trương Nhi đang giữ trong mình 25 điểm. Còn Lê Lộc, cô em chúng tôi có cho mình 10 điểm. Như vậy đồng nghĩa với việc là Trương Nhi đã chiến thắng trong cuộc thi này và dành cho mình 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Wow. Vâng thưa quý vị, rõ ràng là thêm một lần nữa chúng tôi đã chứng minh phụ nữ có trực giác rất là mạnh, đặc biệt là Gia Gia Trương Nhi. Hôm nay em rất là xuất sắc. Và xin được hẹn tất cả quý vị tuần sau cũng khung giờ này. Chương trình Giác Quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.